Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc FC. Và đây là một chiếc bóc bên ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm hộp chính bên trong. Vẫn là một chiếc hộp màu xanh, nhưng đây là một chiếc hộp bằng da rất là xịn. Bên trong hộp của chúng ta thì sẽ là nơi chứa đầy đủ giấy tờ của sản phẩm. Đây là cái giấy mua bán của sản phẩm. Sản phẩm được bán ra vào ngày 4 tháng 12 năm 2022, một cái date khá là mới, cùng với một cái mã quốc tế. Mã reference là FC315BS4C24 với số serial number là 1578470. Ở mặt sau thì sẽ là một số giấy tờ kèm theo nữa. Cùng với đó chúng ta sẽ có thêm một cuốn sách sử dụng khá là nhỏ xinh. Bên trong sẽ cung cấp cho anh em tất cả những kiến thức về cái thương hiệu FC, từ nguồn gốc lịch sử cho đến cách vận hành của bộ máy. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái khăn nhỏ, cái vải mỏng này để giúp anh em lau chùi sản phẩm trước khi mà chúng ta cho vào hộp. Nhân vật chính ngày hôm nay là một chiếc FC thiết kế dáng tanh, được bọc vàng hồng toàn bộ thân vỏ. Và đây là vàng rose gold, một vàng hồng rất là sang, với độ dày của độ bọc là 10 micron anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chuyện khá là nhỏ, nếu anh em nhìn kỹ thì mới thấy ở phần lung càng góc 6 giờ nhé. GP10 ạ, GP là viết tắt của home plate và 10 đây là độ dày 10 micron. Phần thân chiếc này được tạo hình đẹp với đường kính tương đương với size 40,5 của mặt tròn. Nó sẽ có cái chiều dọc sẽ là 47, chiều ngang là 31mm. Mặt đeo bên trong được thiết kế mặt đen huyền bí, và chúng ta sẽ có một lịch ngày nằm tại góc 6 giờ. Vị trí góc 12 giờ thì được hãng thiết kế dạng hở tim, lộ tim open heart với triện vân xoáy, tạo hình rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có một cái vòng lịch ở bên trên. Và khi mà lịch của chúng ta ở góc 6 giờ nhảy thì cái vòng lịch này nó cũng sẽ di chuyển theo. Các số trên lịch đều được triện khắc CNC, được hoàn thiện rất là kỹ. Toàn bộ kim cọc của chúng ta thì đều được thiết kế dạ quang để giúp anh em xem giờ ban đêm. Kim dây chạy rất là mượt với tần số rộng là 28.800 VPH. Mặt kính sapphire nguyên khối, và đây là mặt kính sapphire cong anh em nhé. Đó. Toàn thân phần niềng benzen được thiết kế phay bóng rất là sáng, dạng tráng hương. Nó tạo nên cái sức hút cũng như là làm cho cái phần ánh kim của vàng nó rực rỡ hơn. Núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo của núm này thì được thiết kế dạng núm quả quýt, nên nó sẽ không có cái logo của FC. Với cái núm này thì anh em vặn cót cũng như là kéo ra chỉnh lịch và giờ rất là tiện. Đi kèm chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu màu đen, và chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa xiên của FC. Phần khóa này thì chỉ là khóa mạ PVD, sẽ không được bọc vàng anh em nhé. Đó. Phần đáy của chúng ta thì sẽ sử dụng một cái cỗ máy Celita FVK200. Với cỗ máy này anh em sẽ có đầy đủ là 25 chân kính tần số sử dụng. Sorry anh em, cỗ máy này thì sẽ có thêm một chân kính là 26 chân kính. Với cỗ máy FVK200 này thì sẽ nhiều hơn cỗ máy ETA 2824 một chân kính. Tần số sử dụng là 28.800 VPH và thời lượng chịu cót của chúng ta là khoảng 40 giờ. Phần máy được đánh vân trẻ tia rất đẹp và được thiết kế quả văng màu vàng, với đầy đủ thông số được chuyển khắc ở phần đáy, và nó được cố định bởi 4 con ốc vít nằm tại 4 điểm. Ở đây chúng ta sẽ có số serial number, anh em check nó sẽ khớp với cả trên giấy tờ. Ở đây chúng ta cũng có đầy đủ là độ chống nước 3 ATM. Một chiếc lướt nhưng độ mới còn rất là cao anh em nhé. Đầu dây sử dụng là 2220 anh em ạ. Đó. Chiếc này thì bên mình về tình trạng thì như anh em có thể thấy, đầy đủ tất cả, hộp sổ thẻ, giấy tờ. Và giá retail của chiếc này rất là cao, gần 50 triệu anh em ạ. Video này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, chỉ 23.800.000. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu